Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Tri Thức. Hầu hết mọi người đều muốn nuôi chó để giữ nhà, để xua đuổi kẻ trộm hoặc là những người xâm nhập bất hợp pháp. Tuy nhiên, có một số người lại nuôi cả linh cẩu, linh miêu đến sư tử để vừa làm thú cưng, vừa là con vật bảo vệ ngôi nhà của mình. Hãy cùng với Mọt khám phá những thú chơi ặc ặc chết người này trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên là linh cẩu. Linh cẩu là loài vật hung dữ, có bộ răng rất chắc khỏe, có thể cắn xé được những vật cứng và dai. Chúng còn là loài động vật ăn thịt tham lam nhất ở trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như là ngựa vằn, linh dương đầu bò hay là trâu rừng. Có nhiều người dân Nigeria lại có sở thích nuôi linh cẩu làm thú cưng và đồng thời để giữ nhà như là chó mèo vậy. Cá biệt có một số tên trùm ma túy còn sử dụng các loài động vật này để trừng trị những kẻ chống lại mình. Có một điều kỳ lạ, đó là những người dân ở đây, kể cả các em bé, đều có khả năng thuần dưỡng những loài động vật hoang dã này. Tất cả mọi người đều có thể đến gần, ôm ấp và chơi đùa cùng với chúng, thoải mái dắt chúng đi chợ, đi chơi hay đi làm. Những người dân nơi đây còn sáng tạo ra một ngôn ngữ riêng như là tiếng hú để giao tiếp với loài vật này. Các bạn có sợ hãi khi nghe đến việc những con vật này hiện diện trong nhà của mình hay không? Hãy comment ở bên dưới chia sẻ cho nhà Mọt được biết nhé! Và chúng ta cùng tiếp tục video ngày hôm nay nào. Thứ hai là rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa là loài rắn có ngoại hình không mấy thân thiện, đặc biệt là chúng lại cực kỳ độc. Nọc của chúng có thể giết chết con người chỉ sau 15 phút, hoặc là giết chết một con voi chỉ sau vài ngày bị chúng cắn phải. Trong ý nghĩ thôi thì Mọt nghĩ rằng đã có rất nhiều người sợ hãi chúng rồi. Nhưng mà anh Abu Zarin Hussein ở Malaysia thì ngược lại. Anh lại có sở thích gần gũi với những con rắn này, cho chúng đi chơi hay là dành cho chúng những nụ hôn rợn tóc gáy. Một số thời báo lớn còn hiểu nhầm những hành động thân mật của anh với con rắn, tới mức họ đăng tin anh đã kết hôn với nó. Nhưng mà thực ra thì Hussein nuôi 4 con rắn hổ mang là để tìm hiểu về tính cách của chúng, sau đó hướng dẫn các đồng nghiệp là lính cứu hỏa cách nhận biết các loài rắn, đặc biệt là những loài có độc, cũng như hướng dẫn bắt rắn mà không làm đau chúng hoặc là tránh bị chúng tấn công. Có rất nhiều lần Hussein đã bị rắn cắn phải nhập viện và hôn mê sâu. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục công việc và yêu mến gần gũi với loài vật đáng sợ này. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mà một lần vây bắt rắn cùng với đồng nghiệp thì anh đã bị hổ mang chúa cắn và lần này thì tử vong ngay sau đó. Vâng, qua câu chuyện này thì mới thấy rằng là cứ gặp rắn, đặc biệt là rắn hổ mang chúa thì chúng ta hãy chạy càng xa càng tốt các bạn nhé. Và cũng đừng nghĩ đến việc là cho chúng ở trong nhà như là Hussein. Thôi bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với video ngày hôm nay để xem là quý vị và các bạn còn có ý định rước con vật nào làm thú cưng cho mình nữa hay không. Thứ ba, gấu xám Bắc Mỹ. Gấu xám Bắc Mỹ là loài vật to lớn, hung dữ và đáng sợ. Chúng có thể bất thình lình nhảy ra từ trong gốc cây và vô lấy, xé bạn thành hai mảnh trước khi các bạn nhận ra được điều đó. Và đương nhiên rồi, đây là một loài mà các bạn nên tránh xa. Nhưng mà có phải con gấu nào cũng hung dữ như vậy hay không? Svetlana và Yuri Pantalenko đã tìm thấy một chú gấu xám Bắc Mỹ 3 tháng tuổi lạc vào trong nhà của họ. Lúc đầu họ nghĩ là họ chỉ giữ chú gấu này trong nhà vài ngày mà thôi. Thế nhưng sau đó khi hết tuần này sang tháng khác trôi đi, đến khi chú gấu trưởng thành và cao đến 1m7, trở nên to lớn gấp đôi con người, thì chú gấu xám này vẫn là thành viên không thể thiếu trong gia đình họ. Điều ngạc nhiên là con gấu xám trưởng thành này lại là loài ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ cùng luôn với cả hai người. Thậm chí là con gấu còn bắt chước lại hành động của Svetlana một cách thành thạo. Một số người cho rằng nên trả nó về với tự nhiên, đó mới là môi trường của nó. Thế nhưng cái cách mà Svetlana và Yuri cùng với con gấu sống hòa thuận vui vẻ như thế này thì có thể nó cứ nên ở lại đây mà thôi. Thứ tư, cá sấu. Cho dù các bạn chưa biết nhiều về động vật hoang dã, nhưng chỉ cần nhìn thấy cá sấu thôi thì hẳn là chúng ta cũng thấy sợ hãi rồi phải không nào? Vậy nhưng, người đàn ông có tên là Chito Chito dưới đây thì lại hoàn toàn ngược lại. Ông nhìn thấy một con cá sấu bị thương do viên đạn găm vào. Thay vì sợ hãi chạy đi thì ông lại đi lấy viên đạn ra và chăm sóc cho con cá sấu cho tới khi nó lành lặn lại. Không những thế, ông còn đặt tên cho nó là Pancho, bơi lội vui đùa cùng với nó.
Chito Chito tin rằng con cá sấu sẽ không tấn công ông và thật sự coi ông là ân nhân, là bạn và bảo vệ ông. Câu chuyện này của Chito và con cá sấu Pancho nổi tiếng trên mạng xã hội tới mức nhiều du khách đã tìm về đây để chiêm ngưỡng, xem xét về tình bạn độc đáo và kỳ lạ này. Thứ năm là loài hổ. Hầu hết các gia đình ở trên thế giới nuôi mèo làm thú cưng của mình, bởi vì mèo là một con vật hiền lành, dễ thương và không mang lại quá nhiều nguy hiểm cho họ. Thế nhưng, người đàn ông tên là Arie, sống ở Brazil, lại đang nuôi chúa tể sơn lâm của rừng già nhiệt đới đấy các bạn ạ. Và không những là nuôi một con đâu, anh ta còn nuôi tới 7 con. Và để chúng sống, sinh hoạt và xem TV cùng với gia đình của mình. Không những thế, trong nhà còn có cả em bé. Nhưng dường như Arie cùng với những người trong gia đình, không ai tỏ ra lo lắng cả. Thực tế là Arie không phải là người am hiểu về hổ. Lý do anh đưa chúng về là vì chứng kiến cảnh sống khủng khiếp của những con hổ này trong rạp xiếc nên đã quyết định giải cứu cho chúng mà thôi. Có lẽ đối với gia đình của Arie vào lúc này, bầy hổ đang không khác gì những chú mèo nhỏ để vui chơi, bơi lội cùng và họ cũng không quan tâm đến việc con vật này có thể ăn miếng trả miếng như là bản tính vốn có của nó hay không. Và may mắn là cho đến bây giờ thì mọi việc vẫn đang diễn ra suôn sẻ với gia đình của Arie. Và chúng ta cứ cầu chúc cho gia đình anh ấy bình an khi sống cùng với các pet khủng khiếp như thế này các bạn nhé. Thứ 6, loài gián Madagascar. Gián là một loài không quá to lớn như các con vật mà Mọt đã liệt kê ở trên đây. Vì vậy mà dường như chúng có vẻ vô hại. Nhưng mà các bạn ơi, đó là khi các bạn tiếp xúc với một số ít con thôi, chứ cả một đàn gián nhiều như quân nguyên bay vù vù như là máy bay điều khiển từ xa mà lao về phía bạn thì chắc chắn là các bạn sẽ hét lên sợ hãi rồi. Vậy nhưng cô gái tên là Emma này lại coi những con gián Madagascar kia là thú cưng đáng yêu nhất trong số các con thú mà cô đang nuôi. Cô cho chúng ăn, cho bò lên tay, bầu bạn, vì với cô thì chúng rất đẹp, mặc kệ những người xung quanh sợ hãi như thế nào. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy ra sao? Pet nhỏ này có khiến cho các bạn bị chinh phục giống như Emma không? Thứ 7, sói. Tiếng tru của sói và những câu chuyện về loài sói ở trên phim có làm các bạn khiếp sợ hay không? Có một người đàn ông tên là Remy Ansahan này thì lại sở hữu tới 7 con sói đấy. Và lý do mà anh ta nuôi sói là bởi đã trót say mê loài này từ một người bạn của mình. Đầu tiên Remy Ansahan chỉ đưa về một con thôi, rồi nhiều dần lên cho đến khi thành cả một đàn. Anh ta cũng để cho con của mình chơi đùa cùng với sói mà không hề có chút lo lắng. Cứ như vậy, Remy Ansahan đã sống làm bạn với bầy sói hơn một thập kỷ và cũng chưa bao giờ coi đây là một vấn đề gì lớn lao như khi mọi người chứng kiến đàn sói của anh ta cả. Thứ 8 là loài sư tử. Vâng, sư tử là tổng hợp của sức mạnh, tốc độ cùng với sự hung dữ của một vị chúa tể muôn loài. Chúng có thể săn mồi, giết chết bất cứ con vật nào mà chúng muốn. Nhưng Royan đến từ Nga lại đang sở hữu vị chúa tể này một cách hết sức hạnh phúc và vui vẻ. Royan được tặng một con sư tử con nhân dịp sinh nhật. Anh lập tức thích thú và đã đối xử với con sư tử con của mình như là con vậy. Và Royan đã nuôi nấng, chăm sóc, ôm ấp, cắt cả móng chân móng tay cho sư tử. Thậm chí anh ta còn để sư tử ngủ cùng giường với mình. Có nhiều người tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh này bởi vì họ sợ con sư tử có thể tấn công anh bất cứ lúc nào. Nhưng mà Royan thì ngược lại. Anh nói rằng anh luôn tin tưởng sư tử của mình là một người bạn tốt, sẽ bảo vệ và không bao giờ tấn công lại anh. Vâng các bạn thân mến, các bạn có thực sự chắc chắn là con sư tử này sẽ không tấn công như lời của Ryan nói hay không? Và trong những thú cưng nêu trên thì các bạn sợ nhất là con vật nào? Hãy comment ở bên dưới cho nhà Mọt cùng biết với nhé. Và đừng quên dành tặng cho Mọt một like, một share và đăng ký kênh nữa để theo dõi những video thú vị tiếp theo của nhà Mọt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!